Ăn đi. Trời ơi. Nó đi hướng nào? Hướng này. Bà cứ đâu? Vậy có đúng hướng không thế? Đúng mà. Ê, ba. Về đưa mày về. Mày sao vậy? Không có sao. Về về. Ôi, cái ba lô đâu? Trong cổng á, mà bỏ đi. Chứ, tụi nó đâu? Tụi nó trong cổng luôn. Mày bị điên hả? Vô liếc ba thằng ở trong đó đó. Vô là đứt vốn luôn đó. Đi vô đây lại, nó hai thằng, ba thằng sợ gì? Vô, đi. Trời ơi, Phong Long ơi, nghe lời tao, đừng có vô. Nó ghê lắm. Trời ơi, tao vô rồi tao biết. Phong Long, đừng có vô. Ở đó đâu? Hả, tao gặp nó, tao vô cái mặt. Thấy chưa? Tao nói nguy hiểm lắm. Sao mày không nói sớm? Tao nói rồi. Mày phải nói rõ chứ. Góc nhìn của tụi mày thôi, còn góc nhìn của tao nữa kìa. Giờ sao Long? Đỡ rồi. Tụi mày xong chưa?